Nhưng bạn này với cái tóc tao của mình không làm mình em cái gì về đi tắm biển buổi tối nhá. Các bạn cùng đi theo mình thôi. Ok. Mình sẽ ở camera nhá. Đầu tiên là ở ngay địa vị chỗ kia nhá. Đấy, chuẩn nhá các bạn. Đẹp. Trước là mình chỉnh sáng. Đây căn nhà của Quang. Từ con đời mình bật đèn. Đây là căn nhà bỏ hoang đã được bỏ hoang một năm rồi các bạn. Tôi vẫn tin, tôi vẫn không tin. Ở đây rất là lớn. Ông ấy rất sợ. Con này mình nhớ vào đây nhé. Vâng. Tổ ong. Tổ ong kìa. Thôi tôi già. Tôi còn thám hiểm rất nhiều chỗ. Các bạn hãy xem đến cuối đoạn video nhé. Đây toàn là mấy cái nơi cũ thôi các bạn. Và có một nơi này rất chi là lâu rồi mà mình chưa vào. Còn đây. Đây. Cái chỗ này. Chỗ này tối quá anh người. Chả hiểu tại sao người ta cần làm cái xích này. Tôi không biết vào. Thế thôi chỗ này tôi bỏ qua nhá. Nếu mà các bạn cho mình 50 người đăng ký mình ra vào trong này nhá. Mình đã trốn vào. Và lên đỉnh núi nhá. Các bạn nhớ cho mình một like, một share, một đăng ký, một chia sẻ nhá. Cho mình là có người hát ok hơi ổn các bạn ạ, các bạn thông cảm nhá. Đây cho mình bóng đèn đến đây, bóng đèn mình nhớ vào đây mình thám hiểm luôn nhá. Mát mình không phải sợ gì hết, có đèn mà đi cũng phải vững chắc kiểu không các bạn. Đấy nhá, tối nhá. Đấy giờ là tối tăm mù mịt nhá. Còn chỗ này thì tôi nghĩ là tôi chịu. Tôi chịu các bạn này. Tại vì trong đấy không có gì đâu các bạn ạ. Trong đấy ở đằng cuối tí sợ. Cuối tí có một cái căn nhà nhưng mà trong đấy có mộ rồi sợ các bạn. Tiền thổ. Cây rất là to. Cây rất là cao nhé. Các bạn này, mình đã vào cái thẳng ngõ kia nhá. Thám hiểm tiếp. Con muốn đi theo mình thôi. Trời rất là âm u nhá. Tèo. Tôi sẽ trên chỗ trên kia chơi nhá, không phải trèo lên đấy đâu, đến dưới đến chân nó rồi, đến gần là bị giật điện nên tôi chỉ cầm theo cái đèn pin đi cho đỡ sợ. Thật ra là một con đánh mang mang các bạn này, các bạn cũng nên làm theo chúng tôi nhé. Các bạn này thì em bị dọa ma của nó nhá, thì em bị dọa ma đi. Đấy nè, trời rất là lợi sáng. Trời, chỗ này không được đẹp mấy nhưng mà ở chỗ này hát, chỗ này đang hát. Đây là một cái vườn nè. Các nước, các kiểu. Các bạn ơi, tí nữa mình sẽ đi dọa ma ba của nó nhé. Các bạn đi mình. Rồi, đi. Đứng im đấy nhá, em đang có việc. Em thấy cái gì ấy? Các bạn ơi, mình là người của nó. Mình nấp tạm ở đâu? Mình nấp tạm ở đâu? Chỗ này an toàn. Các bạn ơi, mình nấp tạm ở bụi rậm. Bụi rậm này mày cao lắm các bạn. Trời ơi, rất âm u bụi rậm. Đây. Đây. Các bạn ơi, bọn nó kìa các bạn ơi. Trôn Việt Nam. Các bạn ơi, trôn Việt Nam. Đấy là mình toàn trôn thành công. Ui, các bạn nhìn này, ui. Ui, mọi người ơi, chuyện thể ông chơi. Khoan, tôi bây giờ các bạn
Cái đó nhá. Mình ăn đây. Và mọi người ơi, chuyện trẻ chưa lớn hơn là chưa bắt bảo vệ nhá. Ôi, trời ơi. Kia một cái công ty. Ui ôi. Ếch nhớ lắm. Cô nghe tiếng con gì không? Ếch. Giống kiểu con ếch. Cô cho Quân đi trước các bạn nhé, Quân đi trước. Quân này vẫn đói chứ, mày kinh Quân kinh chứ. Các bạn không nên làm theo chúng mình nhá, đây buổi tối. Ở trong này. À, thế ơi mà, ấm u các bạn không nên làm theo nhé. Đây, hai đứa đi sau. Một đứa đi này. Mình vẫn đi. Ở đây cho an toàn các bạn. Chó ngu mà mình gọi bác bảo vệ ơi, xong mình chạy nhá. Chạy trước đi, chạy trước. Các bạn bác bảo vệ ơi, bác bảo vệ ơi. Ui ôi các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn ơi, sao đây? Sao mình đi trước. Thỉnh thoảng mình quay lại về tuổi thơ đi trêu người nhé. Giờ bọn mình không thích chơi cáo. Các bạn ơi, mình lại đi chỗ khác nhá. Kìa. Bên kia vẫn sáng nhưng mà bên này tối đen xì. Đen xì xì. Chó các bạn ơi. Mình chạy bên này cho nhanh. Các bạn đợi mình. Ý nha, cho mình có karaoke. Các bạn đi. Chỗ mình hơi ồn các bạn nhé. Trong ngoài. Nay em Quân em đi đầu bên kia. Bây giờ mình chơi trong xóm mình thôi. Quân đi bên này cho an toàn. Đấy bên này cũng tối tối này. Chùm lắm thì ấm. Các bạn nhớ cho mình một like, một share, một đăng ký, một chia sẻ nhé. Đi xuyên lên bên này để vào nhà bà tỉnh. Mày quê à. Nhớ cho mình một like nhá. 50 người mình nghe ăn mừng nhá. Đây, chồng ơi, chạy là tối. Các bạn nhớ chỗ này. Mình trèo mái nhà mình chơi. Thì các bạn đủ 100 like mình chơi hơn mình trốn tìm trên mái nhà nhá. Ok. Đây là một cái đống đống người ta bỏ lại rất là nhiều cái bẩn luôn. Bây giờ ta cầm que giữ phòng chó đi rồi nha. Điền điền chuột kệ xem mình cầm thôi. Quân cầm que anh điền trước, anh camera luôn bất tử mà các bạn nên không phải so. Không phải so sánh gì hết. Thôi. Chỗ kia của chó. Để chỗ nha các bạn nhá. Thứ bảy chủ nhật tuần này nếu mà
tôi được 50 người đăng ký. Mỗi tuần tôi đăng cho bạn 40 video. À nhầm, 4 video một tuần nữa các bạn nhá. Trời tối phết. Đây cái cây lúc trước mình chơi trốn tìm trên cây. Này, mình trèo lên tảng đá thì mình nhìn nó hết tất cả. Các bạn có thể bỏ ra 5 giây các bạn cho mình một like, một share, một đăng ký, một chia sẻ nhé. Đây, giờ lúc trước mình ăn mừng đây. Đấy, bây giờ gỡ hết. Cả khu xóm của mình, để mình zoom. Máy mình zoom sai này. Hơi mờ đấy các bạn. Toàn nhà cao tầng nó kiểu. Hay tất cả. Các bạn ơi, hai đi đi. Đường trời cũng sắp mưa, bây giờ mình di chuyển đến chỗ nhà bỏ hoang trên kia nhé. Bỏ hoang trên kia cho nhanh. Không trời mưa mất con ạ. Chỉ còn một hai cái địa điểm nữa là hết rồi các bạn. Các bạn ơi, và đây là phần cuối của study thám hiểm nhá. Phần cuối ở đây thám hiểm, mình sẽ làm nhiều cái hay cho các bạn xem. Hình như là cái tổ tảng đá cho mình vừa ở kia. Cùng là bọn mình chưa vào lần nào các bạn ạ. Thở đấy hôm nay người ta mở nên bọn mình mới dám vào. Tốt được cái đèn. Cái này với là đi rồi này, nhà bỏ hoang đi rồi. Đây. Ngồi ở đây rất là êm. À nhờ, ngồi ở đây rất là mát. Cây tre. Cây sung. Bây giờ đến bọn mình quay vlog về hái sung nhá. Hái sung ăn luôn nhá. Khi nào bọn mình quay vlog múc ăn các trái cây. Nó sắp ở xóm á. Anh thấy rồi. Đây rồi, để ô tô nhé. Đây, đây chưa điểm cuối cùng. Quần vào trước đi. Rồi. Cầm máy vào. Các bạn này mình sợ. Đây thả quay. Đi vào luôn. Quay em quay. Các bạn này mình đây cho người ta cầm. Mình chịu sợ. Tôi thân con gái vẫn sợ lắm mọi người ạ. Ê, hình như tôi vẫn thấy có điểm bình bất thường. Chúng mày không vái, chúng mày bắt đầu vào. Ui mọi người ơi, toàn củi thôi. Quân ta lấy cây đuổi cây. Đây toàn củi thôi nhá. Toàn củi thôi. Cái cây xoay lại em xem nào. Ơi, cây đây. Các bạn ơi, để mình đến. Các bạn ơi. Ui giời ơi. Tối nay mình chưa tụt vào lần nào các bạn ạ. Ui, lại tối rồi. Không rõ được. Đi vào nữa đi. Nói chung là chúng mình sợ. Để mình lên chạy. Các bạn thấy à? Ui giời ơi, gì đây? Ở quân về đùa anh à? Ui dồi ôi, mấy cái cả mà. Các bạn này nó đập cái thì sắt sợ. Đi vào đi để tao thúc vào nhá. Sợ lắm các bạn ạ. Vào đi. Giường với củi. Giường với củi. Ui chắc là chỗ phòng ba nó cũng thế đấy. Thế là nguy hiểm. Tôi sợ. Phòng 3 tao chưa vào. Phòng 3 mình coi. Các bạn ơi. Phòng 3 đây này. Ê, hình như chỗ kia vẫn còn lối. Ui ôi có cái gì. Các bạn ơi có cái gì trắng trắng này. Ui. Có cái gì phòng 3.
Và hình như mình không... Ôi dồi, các bạn nhìn như con mặt đấy. Cái chật trắng. Đây là phần phòng 3 nhé. Phòng 3 là không ai dám vào nhé. Đây từng phòng 1 nhé. Phòng 1, phòng 2, phòng 3. Con này tôi sợ phết này. Ba bọn ta vào đi, mày dẫn cuối. Được, ý mình cuối cùng liền đây. Chọn nó vào ấy. Mày không thể đi chưa đi cầm que. Mày thấy ma ở đâu mày đập ma chỗ đấy. Đừng. Ôi không làm nữa gà lật. Lật nhá. Ừ. Được. Bây giờ. Đứa treo làm tờ hó nhá. Đưa à? Không treo nữa các bạn. Sợ. Yếu tim. Các bạn nào yếu tim không nên làm. Sợ nhất trong này này. Không mày có ai ở bên này. Mình đứng ở cửa. Bạn nhớ cho mình một like, một share và đăng ký nhá. Các bạn ơi, có em đến đây cũng là dài nhá. Mình chào tất cả các bạn. Bye bye.